Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ cho các bạn cách để biến một cái router wifi Tenda thành một cái repeater để bắt tín hiệu wifi không dây và truyền phát nó lại. Đầu tiên các bạn sẽ reset lại cái router đấy. Đây của mình là cái wifi Tenda. Đây là Tenda N630V2. Các bạn dùng cái tăm hoặc là kim cũng được. Các bạn giữ, nhấn vào cái chỗ nút reset này. Các bạn giữ nó tầm 10 đến 15 giây thì tất cả những cái đèn này nó sẽ nháy. Đây, rất là reset cho các bạn xem. Các bạn nhé, giữ. Mười đến 15 giây nha. Đó, các bạn thấy tất cả cái đèn sáng này, hai nháy này. Tức là các bạn đã reset thành công rồi. Thì bây giờ cái wifi nó sẽ reset lại và tên mặc định của nó sẽ là Tenda. Đây, Tenda và cái số ký hiệu của cái wifi các bạn. Đây, mình chọn cái wifi này. Đầu tiên thì nó chưa có kết nối internet nha. Đây, mình sẽ vào thử một trang các bạn xem là nó không chưa có kết nối internet nha. Đây nhá, mạng internet, mạng wifi này không có thể truy cập vào internet nhá. Thì bước đầu tiên các bạn vào trình duyệt nhá và nhập cho mình 192.168.0.1. đây là địa chỉ mặc định của wifi Tenda. Với các cái router khác thì các bạn có thể nó có thể có những cái địa chỉ IP mặc định khác. Các bạn tìm và nhập nó vào cũng tương tự thôi. Nếu mà cái router của các bạn có chức năng repeater, các bạn chọn advanced nhé. Rồi chọn advanced, sau đó các bạn chọn LAN setting này. Đây, LAN setting. Các bạn đổi cái IP address thay cái số 0 này bằng một cái số bất kỳ các bạn thích, không biết không phải số 0 và số 1, vì ấy là hai cái máy địa chỉ mặc định dễ bị trùng với nhau. Mình sẽ chọn 9. Rồi, ok. Ok, tiếp. Bây giờ nó sẽ reboot lại cái địa chỉ này, IP này. Okay. Các bạn đăng nhập lại cái Tenda này. Rồi tiếp tục bật lên này. Các bạn sẽ vào wireless. Đây, bước này các bạn sẽ đổi tên cái router của các bạn. Các bạn thích đổi là cái gì thì các bạn đổi. Mình sẽ đổi là ABC XYZ đi. Được rồi. Đây là mật khẩu wifi nhá. Cái dòng dưới này là mật khẩu wifi. Chúng ta cùng để đây cái điều kiện này nhá. Các bạn bấm ok. Ok. Các bạn chọn wireless extender. Đây, dòng dưới cùng này. Chọn universal repeater. Đây là cái bước quan trọng nhất. Đây là cái bước mà các bạn sẽ tiếp nhận kết nối của cái wifi mà các bạn phát để biến cái repeater này thành cái wifi khác. Các bạn chọn open scan nhá. Open scan này. Bây giờ nó đang quét những cái wifi có xung quanh bạn. Mình sẽ chọn wifi thứ hai. Rồi. Và cái phần security mode này, nếu cái wifi của các bạn nó không có mật khẩu ấy thì các bạn không phải chọn. Còn nếu mà cái wifi của bạn có mật khẩu ấy thì các bạn sẽ chọn WP2PSK. Đây là cái chuẩn bảo mật thông dụng nhất. Thường là các wifi sẽ để chuẩn này, còn nếu mà bạn đang để mật khẩu mà không được chuẩn này thì các bạn chọn cái chuẩn khác cho mình nhé. Để các bạn. Đây là mật khẩu của cái wifi mà phát cho cái router các bạn bắt đấy. Đây. Rồi. Sau đó các bạn bấm OK.
tôi gõ như vậy là hoàn thành. Các bạn bắt cái wifi các bạn vừa phát, các bạn vừa chỉnh đó. Bây giờ nhá, mình sẽ kiểm tra xem là có kết nối internet chưa. Đó, rất đơn giản, thì trong 5 phút các bạn đã có thể biến cái router của các bạn thành cái một cái repeater. Chúc các bạn thành công, chào các bạn.